Đây rồi, đây rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Mình 15 tuổi rồi. Nào, học bài. Chim bay dọc biển mang tin cá. Chim bay dọc biển mang tin cá nghĩa là sao nhỉ? Mày có hiểu không chim ơi? Mẹ ơi, con đang ở đâu đây? Con đến đây mẹ ơi. Vào đây giúp mẹ một tay đi. Mẹ. Ê. Ê. Nếu mẻ lưới này nặng, con sẽ có một sinh nhật tươm tất đấy. Và cũng là ngày giỗ thứ 8 của bố con nữa. Bố con không chết, bố con chỉ mất tích thôi. Năm nào mẹ cũng nói vậy. Chắc là bố đang ở đâu đó và cũng rất nhớ đến con. Ơ, có con sứa này. Ơ, lạ nhở. Sứa lại ăn dây chuyền à? Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Mẹ ơi, con muốn đi theo đoàn thuyền đánh cá. Con đi đánh cá để làm gì? Con phải ở nhà. Mẹ muốn con học thành bác sĩ, thành thầy giáo. Rồi con vào phố con lấy vợ, sinh con cho mẹ còn bế cháu. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 15 của con. Mẹ cho con sợi dây chuyền này nhá. Được không mẹ? Ngồi chắc vào à, nhá. Con ngồi thiên rồi. Đây này. Con ngồi chắc vào biển nhé. Con hư. Tại sao con lại đòi bố ra biển? Không sao. Khi nào con lớn bố sẽ cho con ra biển. Khi nào con mới lớn hả bố? Khi nào tay con to bằng tay bố đây này. Con xin người, con sợ lắm, con chỉ còn có mỗi một mình nó. Xin người hãy làm cho nó sợ hãi biển cả, xin người hãy giữ nó lại, con xin người. Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã, quăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, dướn thân trắng bao la thâu góp gió.
rồi cậu Phương. Thank you.